Xin chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 008. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11, chuyên đề bài tập liên quan đến phần pH. Để xử lý được bài toán này, việc đầu tiên là các em thống kê số mol bazơ, từ đó suy ra tổng OH trừ là 0,03 mol. Thống kê dung dịch axit, suy ra tổng H cộng của thầy là 0,035 mol. Khi trộn hai dung dịch này vào với nhau, thì xảy ra phản ứng giữa H cộng với OH trừ tạo nước. Kết quả thầy có là H cộng dư. Và chính ion H cộng dư này gây ra giá trị pH của dung dịch sau khi trộn là dung dịch X. Như vậy, thầy tính được OH cộng dư sẽ bằng 0,005 mol. Lấy 0,035 trừ đi 0,03 phản ứng, sẽ dư là 0,005 mol. Vì H cộng dư, do đó thầy tính ngay pH luôn bằng cách tính nồng độ H cộng dư. Nồng độ H cộng dư sẽ bằng 0,01. Kem này 0,005 chia 0,5, 0,5 là thể tích của dung dịch sau khi trộn 400 với 100. Từ đó suy ra pH bằng 2. Đáp án này có là D.